Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Hải Dương hỗ trợ hội viên nông dân kỹ thuật chăn nuôi. Xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đi đầu trong việc vận động nhân dân hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới. Phong trào khuyến học ở xã Liên Sơn, huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình. Chương trình thứ 7 tình nghĩa, hành động nhỏ ý nghĩa lớn của tỉnh Bắc Ninh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, việc tái đàn chăn nuôi lợn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Chính vì vậy, việc hỗ trợ nông dân kiến thức khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi nói chung và việc lựa chọn vật nuôi phù hợp đang được trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân tập trung thực hiện. Thời gian qua, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi gà, vịt và cá tại nhiều địa phương thuộc các huyện Thanh Hà, Thanh Miện, Tứ Kỳ, Gia Lộc. Qua các lớp tập huấn này giúp cho hội viên nông dân có cơ hội tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật và được trao đổi kinh nghiệm chăm sóc bảo vệ cây trồng vật nuôi. Bên cạnh đó, trung tâm còn phân công cán bộ chuyên môn hướng dẫn khoa học kỹ thuật cung ứng thuốc thú y, thuốc thủy sản cho thành viên các câu lạc bộ nuôi trồng thủy sản và phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức hơn 50 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng các chế phẩm sinh học trong trồng trọt chăn nuôi cho gần 5.000 lượt hội viên nông dân. Trong bối cảnh việc tái đàn chăn nuôi lợn còn nhiều khó khăn thì việc trang bị những kiến thức khoa học kỹ thuật mới giúp nông dân sản xuất chăn nuôi an toàn, phát triển kinh tế ổn định và bền vững là rất cần thiết. Hiện nay, cùng với việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn, tiến đến khống chế dịch tả lợn châu Phi, ngành nông nghiệp huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đang phải tổ chức quy hoạch, cơ cấu lại ngành chăn nuôi, theo hướng đẩy mạnh phát triển gia cầm, thủy cầm, đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho xã hội, đảm bảo an toàn bền vững, gắn với bảo vệ gia đình. Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Khánh, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp đã khiến 19 xã thị trấn có lợn bị mắc bệnh phải tiêu hủy với trọng lượng gần 10 tấn. Có địa phương giảm tới 50-80% tổng đàn lợn. Thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức hỗ trợ khôi phục sản xuất cho cơ sở chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng triển khai để bà con nông dân đăng ký gà giống. Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 80% kinh phí mua gà giống, cơ sở chăn nuôi tự nguyện đối ứng 20% kinh phí. Đến nay, toàn huyện đăng ký 50.000 con giống và đang đợi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cấp giống về. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ thú y ở các địa phương chú trọng đến khâu kiểm soát phòng chống dịch bệnh, khử độc tiêu trùng, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, đặc biệt đối với những hộ chưa có kinh nghiệm nuôi gia cầm, thủy cầm để hạn chế rủi ro. Phát triển đàn gia cầm thủy cầm góp phần làm đa dạng hóa các loại thực phẩm và thị trường tiêu thụ, giải quyết kịp thời nhu cầu khan hiếm thực phẩm được dự báo có thể xảy ra trong tương lai gần. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo bà con nông dân không nên ồ ạt tái đàn với số lượng lớn cùng một lúc vì có thể khó khăn về đầu ra và giá cả khi tiêu thụ. Cần khắc phục những hạn chế, đó là hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ dẫn đến khó kiểm soát các vấn đề về dịch bệnh, an toàn thực phẩm và năng suất giá thành. Đẩy mạnh chăn nuôi theo quy mô công nghiệp khép kín, đảm bảo vệ sinh môi trường. Những năm gần đây, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định đã phát triển nhiều mô hình nuôi trồng thủy hải sản mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân. Hiện vùng nuôi thủy sản tập trung tại xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường có diện tích hơn 33 ha với các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, sen canh, nuôi cá truyền thống nước ngọt, có doanh thu từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng một hecta một năm. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, xã đã tập trung hoàn thành quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, dồn điền đổi thửa để dồn quỹ đất công, tạo vùng sản xuất tập trung cho các hộ đấu thầu xây dựng các mô hình phát triển kinh tế VAC bài bản, tập trung với mũi nhọn là nuôi thủy sản. Xã Xuân Hòa đã đầu tư 950 triệu đồng để xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật vùng chuyển đổi, tăng cường phối hợp tập huấn kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản, hướng dẫn người dân lựa chọn các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp đồng đất địa phương như cá lăng chấm, cá diêu hồng, chấm đen, chấm cỏ, chép, trôi, mè, nuôi sen canh với tôm thẻ chân trắng. Đến nay, vùng nuôi thủy sản của xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường đã tạo đột phá về thu nhập trong sản xuất thủy sản nói riêng và thu nhập bình quân theo đầu người trên địa bàn xã nói chung. Bình quân mỗi năm, các hộ nuôi trồng thủy sản tại Xuân Hòa sản xuất và cung ứng cho thị trường hơn 170 tấn cá các loại và 7 tấn tôm thẻ chân trắng.
tổng doanh thu hơn 12 tỷ 350 triệu đồng. Xác định phát triển hạ tầng giao thông là động lực để xây dựng nông thôn mới, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đã tự nguyện hiến nhiều mét vuông đất, đóng góp ngày công lao động để mở rộng, nâng cấp và làm mới nhiều tuyến đường giao thông liên thôn liên xã, góp phần giúp xã Bảo Khê trở thành một trong 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của toàn tỉnh. Hiểu được lợi ích từ phong trào xây dựng nông thôn mới và để các hộ dân đồng thuận hiến đất làm đường, năm 2012, gia đình ông Nguyễn Thế Chu, thôn Tiền Thắng đã tự nguyện phá dỡ tường rào, một phần nhà ở và hiến trên 30 mét vuông đất thổ cư để làm đường giao thông nông thôn. Nhờ có gia đình ông Chu gương mẫu đi đầu mà sau đó trong thôn đã có 300 hộ trên tổng số 450 hộ dân tự nguyện hiến đất để mở rộng đường nhỏ, hẹp, chỉ có chiều rộng 2 mét bằng con đường bê tông, rộng 5 đến 6 mét như ngày nay. Được chọn là một trong 20 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, năm 2011, Đảng ủy chính quyền xã Bảo Khê đã phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong 4 năm, xã Bảo Khê đã vận động được trên 980 hộ dân hiến đất để giải phóng mặt bằng với diện tích gần 26.000 m², trong đó đất thổ cư gần 20.000 m², đất nông nghiệp trên 5.700 m² và 8.000 m tường rào cùng nhiều công trình phụ khác với tổng trị giá trên 45 tỷ đồng. Sau huy động trên 2.000 ngày công lao động tham gia giải phóng mặt bằng, có được kết quả trên là do sự vào cuộc tuyên truyền vận động của chính quyền địa phương, mà từ chỗ có một hộ hiến đất, rồi đến một thôn, sau đó phong trào hiến đất làm đường đã lan tỏa ra toàn xã. Nhờ vậy, đến hết năm 2014, 100% tuyến đường liên thôn, liên xóm, đường trục chính được làm mới. Năm 2015, xã Bảo Khê được công nhận là xã nông thôn mới. Nếu như trước kia mà đường còn nhỏ, hàng họ chúng tôi tập kết là phải ra mãi ngoài đường quốc lộ, cách nhà coi như thế là 300-400 m. Thế bây giờ coi như thế là muốn chuyển hàng đi hay là tập kết hàng về để sản xuất thì coi như thế là xe vào đến tận cổng, tận sân. Nên từ khi bà con mở đường, hiến đất mở đường đến bây giờ thì thấy là kinh tế cũng có phần phát triển và cái khởi sắc kinh tế của trong thôn xóm là nó có phần nó thuận lợi và có phần chiều hướng là đi lên. Đường xá được mở rộng không chỉ giúp cho việc đi lại, buôn bán, sản xuất được thuận lợi, có phần nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân, mà còn nâng cao giá trị trên cùng một diện tích đất ở. Nếu như trước kia, một mảnh đất chỉ có giá 300 đến 400 triệu đồng, thì nay giá đất đã tăng lên gấp 2 đến 3 lần. Đảng ủy và ủy ban xã là coi trọng cái việc mà phát triển kinh tế là phải đi đôi với cả hạ tầng giao thông. Do vậy là hạ tầng giao thông của xã Bảo Khê thời gian vừa qua là cơ bản là đảm bảo thông suốt cho nhân dân phát triển kinh tế xã hội. Về Bảo Khê hôm nay sẽ dễ dàng nhận thấy tâm trạng phấn khởi, niềm vui mới hiện hiện trên nét mặt mỗi người dân. Sự thay da đổi thịt ở vùng quê nông thôn này là nhờ có sự đóng góp tâm huyết, chung sức đồng lòng của mỗi người dân nơi đây. Theo thống kê, Hà Nam có gần 230.000 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30, chiếm gần 30% dân số và 41,2% lực lượng lao động của toàn tỉnh. Để giúp thanh niên lập thân lập nghiệp, thời gian qua các cấp bộ đoàn đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên, giúp thanh niên phát triển kinh tế. Trong đó, tổ chức đoàn các cấp đã phối hợp với ngành lao động thương binh và xã hội, các trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề, các doanh nghiệp, trường nghề, mở các lớp đào tạo nghề, lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, lớp tập huấn kiến thức về xây dựng mô hình kinh tế tập thể cho các đoàn viên thanh niên, chủ động phối hợp với ngành liên quan, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, giới thiệu việc làm cho thanh niên. Kết quả từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh có trên 48.400 thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, trên 12.000 thanh niên được giới thiệu việc làm, hơn 400 thanh niên được tổ chức đoàn hội tư vấn xuất khẩu lao động và hơn 700 thanh niên xuất ngũ được giới thiệu việc làm. Hiện toàn tỉnh có 156 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế hoạt động hiệu quả, thu hút 1.814 thanh niên tham gia. Cùng với đó, đoàn thanh niên các cấp còn nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội 228 tỷ đồng cho 4.129 hộ gia đình vay vốn tại 232 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nguồn vốn quỹ quốc gia giới thiệu việc làm cũng được phân bổ cụ thể về các địa phương nhằm giúp thanh niên mở rộng sản xuất kinh doanh. Tổng cục Dân số vừa phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Hải Dương tổ chức chương trình Chung tay vì sức khỏe sinh sản phụ nữ Việt Nam với chủ đề Phụ nữ sống chủ động. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh,
Mỗi năm có khoảng trên 4.500 phụ nữ nạo phá thai, trong đó tỷ lệ phá thai ở lứa tuổi vị thành niên chiếm gần 2%. Tỷ lệ phá thai do dị tật chỉ chiếm khoảng 3%. Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ phá thai cao chủ yếu là do nhiều trường hợp không áp dụng các biện pháp tránh thai và nhiều trường hợp có nhu cầu nhưng không được đáp ứng các biện pháp tránh thai. Việc các trẻ em phụ nữ được tiếp cận các thông tin chuẩn xác, khoa học và chủ động áp dụng biện pháp tránh thai an toàn sẽ giúp cho các cặp vợ chồng chủ động trong việc sinh con, tránh được những tai biến sản khoa và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Những năm qua, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định luôn quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện và hệ thống trạm y tế xã thị trấn, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hiện tất cả 22 xã thị trấn của huyện Giao Thủy đều đạt và duy trì bộ tiêu chí quốc gia về y tế, đủ điều kiện khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế. 40% bác sĩ làm việc tại trạm y tế xã thị trấn được đào tạo kiến thức bác sĩ gia đình. Các trạm y tế thực hiện được tối thiểu 60% danh mục kỹ thuật của tuyến xã. 100% trạm y tế xã thị trấn có nữ hộ sinh trình độ trung cấp trở lên, đảm nhận công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Mạng lưới y học cổ truyền tại các trạm y tế xã thị trấn trên địa bàn huyện Giao Thủy được củng cố, công tác khám điều trị và hướng dẫn người dân sử dụng thuốc nam trong phòng và điều trị bệnh được các trạm y tế thực hiện hiệu quả. Hàng năm, các xã thị trấn duy trì tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân với trên 140.000 lượt người. Công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe được triển khai thường xuyên, công tác vệ sinh môi trường, nước sạch được quan tâm chỉ đạo thực hiện, các chương trình y tế quốc gia thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đạt 100%. Ngành giáo dục đang cùng với chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt đề án tổ chức sắp xếp các trường mầm non phổ thông công lập tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2021. Tính đến hết tháng 8 vừa qua, các huyện thành phố đã sắp nhập được 72 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Để thành lập 36 trường, giảm đầu mối 36 trường học, trong đó sắp nhập 50 trường học cùng cấp gồm 26 trường mầm non, 22 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở để thành lập mới 25 trường gồm 13 trường mầm non, 11 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở, sắp nhập 22 trường khác cấp học cùng trên địa bàn để thành lập mới 11 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, trong đó huyện Nam Sách có 5 trường, thành phố Chí Linh có 4 trường và huyện Bình Giang có 2 trường. Từng được Bộ Giáo dục công nhận là đơn vị thanh toán xong nạn mù chữ sớm trong cả nước và đã được Bác Hồ gửi thư khen ngợi năm 1956. Hơn 60 năm qua, cán bộ và nhân dân xã Liên Sơn, huyện Sa Viễn, tỉnh Ninh Bình luôn ghi nhớ lời dạy của Bác, làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo mọi điều kiện cho con em trong độ tuổi được đến trường tham gia học tập, đạt kết quả tốt. Hiện xã Liên Sơn đã xây dựng chi hội khuyến học ở 14 xóm và 10 ban khuyến học dòng họ. Với nhiều biện pháp cách làm hay trong tuyên truyền vận động nhân dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học nhằm động viên kịp thời những em học sinh có thành tích học tập tốt. Từ những việc làm thường xuyên, ý nghĩa trong việc khen thưởng, động viên, tạo điều kiện để con cháu có môi trường điều kiện học tập tốt đã nhân lên những tấm gương tiêu biểu trong phong trào khuyến học khuyến tài ở địa phương. Đối với công tác khuyến học khuyến tài ở xã Liên Sơn thì tôi thấy là cái việc mà tất cả các ban ngành, các tổ chức đều chung tay cùng hướng tới một mục tiêu lớn nhất, đó là làm sao đấy để trường đảm bảo cho chất lượng dạy và học. Các bậc phụ huynh cũng rất quan tâm tới chất lượng của nhà trường cũng như là đội ngũ giáo viên. Hơn 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Liên Sơn luôn khắc ghi lời dạy của Bác, vượt qua mọi khó khăn để chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Ngoài việc tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành, Liên Sơn còn đẩy mạnh xã hội hóa các nguồn lực để sửa chữa, xây mới trường lớp học. Đến nay, cơ sở vật chất của các nhà trường đã được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập. Với truyền thống hiếu học xứng đáng với thư khen của Bác Hồ, phong trào khuyến học ngày càng lan tỏa sâu rộng tại địa phương. Việc chăm lo cho sự nghiệp chồng người đã tạo động lực, góp sức giúp Liên Sơn đạt nhiều kết quả cho phong trào xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Thực hiện lời dạy của Bác, lớp lớp các em thiếu niên nhi đồng trong tỉnh Bắc Ninh đã và đang làm nhiều việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.
từ việc quyên góp ủng hộ những đồng tiền lẻ, chương trình thứ bảy tình nghĩa tại trường trung học cơ sở Tiền An, thành phố Bắc Ninh đã góp phần lan tỏa những hành động nghĩa cử cao đẹp trong chính môi trường giáo dục. Trong không khí nô nức phấn khởi của những ngày đầu tựu trường, thầy và trò trường trung học cơ sở Tiền An lại hào hứng tham gia chương trình thứ bảy tình nghĩa. Chương trình được thực hiện vào thứ bảy hàng tuần nhằm quyên góp ủng hộ các em học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của phường. Để tăng thêm nguồn quỹ ủng hộ, nhà trường còn phát động phong trào thu gom giấy vụn, đồ tái chế tại từng lớp học, mỗi tuần sẽ được bán một lần. Điều này không chỉ tránh lãng phí mà còn hình thành cho các em thói quen tốt về bảo vệ môi trường. Bắt đầu triển khai từ giữa học kỳ 2 của năm học trước, chỉ sau 3 tháng, chương trình đã quyên góp ủng hộ được 25 triệu đồng. Qua đó hỗ trợ một gia đình cựu chiến binh 15 triệu đồng để sửa chữa nhà cửa. Số còn lại, nhà trường mua sách vở, đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Không dừng lại ở các bài học về giáo dục đạo đức lối sống, bằng những hành động rất nhỏ, trường trung học cơ sở Tiền An đã hướng học sinh đến các hoạt động thiện nguyện, giúp các em hoàn thiện hơn về nhân cách, biết quý trọng đồng tiền và chi tiêu tiết kiệm ý nghĩa hơn. Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định có 27 làng nghề ở 18 xã thị trấn với hàng nghìn hộ sản xuất kinh doanh. Do vậy, tiêu chí môi trường là tiêu chí khó khăn phức tạp nhất trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Ý Yên. Để cải thiện cảnh quan môi trường, huyện Ý Yên đã chỉ đạo xã Yên Tiến quy hoạch khu vực ngâm tre nứa tập trung và cấm các hộ làm nghề ngâm tre nứa bừa bãi không theo quy hoạch, sử dụng vôi bột lọc và khử trùng nước sông, tạo kháng chất khống chế việc ngâm tre nứa bừa bãi ngoài khu được quy hoạch, giao công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Ý Yên và các xã thị trấn chịu trách nhiệm thu dọn rác thải dưới lòng kênh và duy trì hoạt động bơm rửa dọn rác bờ kênh 2 lần một tháng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ý Yên cũng tổ chức cho cán bộ hội viên tham quan học tập mô hình đường hoa của các huyện Hải Hậu, Trực Ninh và nghiên cứu lựa chọn giống hoa chiều tím dễ trồng, sinh trưởng tốt để tiến hành trồng tại địa phương và duy trì chăm sóc 180 tuyến đường hoa. Các xã thị trấn thành lập tổ thu gom rác thải tại 416 trên 416 thôn đảm bảo thu dọn dứt điểm lượng rác thải sinh hoạt phát sinh hàng ngày trên địa bàn. So với xuất phát điểm ban đầu, hiện nay công tác bảo vệ môi trường của huyện Ý Yên đã có chuyển biến vượt bậc, cảnh quan môi trường đang từng bước được cải tạo theo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được sự quan tâm hỗ trợ của ngân sách nhà nước, huy động từ nguồn xã hội hóa nhân dân các xã trên địa bàn, tự nguyện đóng góp tiền của, công sức để xây dựng nhà văn hóa. Đến nay, nhiều công trình đã được hoàn thành và thực sự phát huy được hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 109 trên 118 xã, 1.270 trên 1.325 thôn có nhà văn hóa. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm đã xây dựng thêm 2 nhà văn hóa xã và gần 50 nhà văn hóa thôn xóm. Đây là nơi hội họp của chính quyền đoàn thể, vừa là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là một phần không thể thiếu trong hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Do đó, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung rà soát, bố trí quỹ đất để xây dựng. Mặc dù đời sống nhiều địa phương còn khó khăn, nhưng khi có chủ trương làm nhà văn hóa, phần lớn bà con đều hưởng ứng sẵn sàng đóng góp tiền của ngày công xây dựng. Từ khi có nhà văn hóa, người dân ngày càng nhận thức đúng đắn hơn về việc xây dựng các hương ước, quy ước, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định được đề ra. Nhờ đó, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy và thắt chặt thêm. Nhân dân ngày càng đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn, hoạn nạn. Những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng cũng vì thế mà được gìn giữ và phát huy tốt hơn. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh Nam Định đã tuyên truyền vận động hội viên tích cực tham gia thực hiện cuộc vận động, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa. Gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, các phong trào xây dựng môi trường xanh sạch đẹp và phong trào nhà sạch, vườn xanh, đường, sông không rác đều được hội viên nông dân tích cực hưởng ứng. Điển hình như hội nông dân huyện Hải Hậu vận động hội viên nông dân chỉnh trang khuôn viên gia đình, đường làng ngõ xóm, giải tỏa các loại cây tạp trên các tuyến trục xã, đường trục xóm và trồng cây bóng mát. Đến nay, toàn huyện Hải Hậu đã có trên 450 km đường hoa, trong đó có 68 km đường trục xã và 386 km đường song xóm. Tại Hội Nông dân huyện Giao Thủy, các chi hội nhận 115 dòng sông, tuyến đường tự quản, sáng, xanh, sạch, đẹp.
phong trào chỉnh trang khuôn viên nhà ở, nâng cấp công trình vệ sinh, sử dụng nước hợp vệ sinh được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần sức khỏe của nông dân. Từ những việc làm cụ thể, các cấp hội nông dân toàn tỉnh đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia hưởng ứng, tạo thành phong trào rộng khắp trên địa bàn nông thôn. Kết quả hàng năm bình xét, toàn tỉnh có trên 270.000 hộ gia đình nông dân đạt tiêu chuẩn văn hóa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.